Cô A Sung trong vai Ân Hô Quân. Ha Se Ok Jin trong vai Seo Gu Jin. Lee Jong Hui trong vai Do Ki Tit. Lee Ho Kwon trong vai Jang Kang Ho. Oh Dae Hwan trong vai Lee Yong Se. Quan Hệ Hi U trong vai Park San Man. Bác sĩ, vẫn chưa ổn. Hãy cấp cứu lại nào. Làm lại. Chuẩn bị xong rồi. 1, 2, 3. Đập điện đi. Thực phẩm dung kỳ. Thông báo tuyển dụng lần thứ 100. Anh biết là anh không còn vào công ty nào chịu nhận nữa phải không? Công ty này là công ty cuối cùng chịu thuê anh. Vì hồ sơ danh giá của anh đó. Anh nên chịu khó làm việc ở đây thật lâu đi. Công việc của cô chủ yếu là tìm kiếm công việc phù hợp với nhu cầu của tôi mà, không phải sao? Anh trưởng nhóm à, hồ sơ của anh bây giờ rất là xấu đó. May là anh còn làm việc được nên mới có người tuyển. Việc chuyển công ty đâu thể là sở thích của anh được. Vậy thì sao hả? Cô muốn nói gì đi? Công ty này là phù hợp nhất với nhu cầu của anh đó. Chủ sở hữu gần như không động chạm với việc kinh doanh. Anh muốn tuyển người sao? Chỗ này quá hợp lý luôn. Tôi hy vọng là được vậy, để đáp ứng nhu cầu của tôi. Vậy thì tôi bắt đầu đi làm từ hôm nào được vậy? Bắt đầu từ thứ hai là anh đi làm được rồi. Cố lên, cố lên nha. Bệnh nhân này đã muốn tự tử. May mắn thay là bệnh nhân đã trở về tình trạng ổn định bình thường rồi. Nhưng có chút vấn đề anh à. Ôi, gì vậy? Thật hả? Bệnh nhân đó tới bây giờ vẫn chưa tỉnh lại được. Nhưng mà kết quả xét nghiệm thì... Ơi mà. Nhưng mà bệnh nhân này á, đã cố tự tử đêm qua để mà muốn chết vậy mà. Là bị ung thư hả? Ôi, bệnh nhân đó bị nặng như vậy rồi kia mà. Dạ. Chúng ta sẽ cần phải kiểm tra kỹ càng hơn nữa. Nhưng mà nhìn vào hình chụp các lớp không thì bệnh nhân bị khá nặng rồi. Vậy không có triệu chứng gì luôn à? Chắc là ung thư giai đoạn cuối rồi.
Hay đây là nguyên nhân mà khiến cho bệnh nhân đó muốn tìm cách tự tử? Tôi không chắc. Phải đợi bệnh nhân đó tỉnh dậy thì mới biết được mà anh. Đáng thương ghê, còn trẻ tuổi như vậy. Chừng này thì không biết là bệnh nhân có sống nổi 6 tháng nữa không. Bị ung thư. Mình bị bệnh ung thư rồi. Có bệnh nhân cấp cứu tới. Làm ơn vậy lên. Bác sĩ à, có vụ tai nạn 7 chiếc xe hơi ở gần đây. Nhưng họ định gửi tất cả các bệnh nhân ở chỗ đó đến đây đó. Nè, không được, không được. Cô nên yêu cầu họ gửi những bệnh nhân đó sang các bệnh viện khác gần đây theo từng nhóm nhỏ đi. Dạ, tôi hiểu rồi. Bác sĩ ơi, có một bệnh nhân mất máu nhiều quá. Hưng Nạn ơi. 1, 2, 3. Mình à, ba ơi, anh tỉnh lại đi mà. Mình ơi, ba ơi, mình ơi, anh tỉnh lại đi mà. Ba ơi, làm ơn. Ngày 13 tháng 3 năm 2017, 21 giờ 23 phút, bệnh nhân Choi Tae-min đã qua đời. Tôi rất lấy làm tiếc cho gia đình. Ba ơi, bỏ đi. Ba tỉnh dậy đi, ba ơi. Mình ơi, đừng như vậy mà. Sao mình gia đình mình sống như vậy? Ba làm ơn tỉnh dậy đi ba. Mình ơi, ba tỉnh dậy đi. Mình ơi, em với con biết sống làm sao đây anh ơi. Ba ơi, anh cha căn hô, anh đã tỉnh rồi hả? Anh mang cái này đến quầy thanh toán để thanh toán viện phí, rồi lấy hóa đơn là được nha. Cô bệnh nhân à, cô bệnh nhân này vẫn chưa tỉnh lại là sao? Bệnh nhân cấp cứu. Hướng này anh ơi. Dạ. Nhanh lên. Có bệnh nhân bị chấn thương. Anh chuyển qua đây đi. Hướng này nè. Nhanh lên. Hả?
Xuất thì bị bắt lại bệnh viện rồi. Anh thử, anh véo má giúp tôi được không? Đúng là buồn cười quá. Tôi lại tưởng đang mơ nữa chứ. Tôi cũng ước gì đây là một giấc mơ đó. Làm ơn. Nè hai người. Tội này chắc là tội phạm kinh tế nhẹ thôi ha. Nếu tôi không trả tiền viện phí thì chắc là không bị phạt nặng đâu. Có tiền vô tội, không tiền có tội. Ở bệnh viện chắc đang hoảng loạn lắm rồi đây. Chắc là tôi phải chết để chịu tội. Chỉ là sai lầm mà. Tôi không có cố tình nhảy xuống sông Hàn để tự tử đâu. Cô cũng vậy nên mới bị kéo tới đây nhập viện hả? Hả? Vậy anh cũng vậy hả? Ủa vậy là sao? Lời bác sĩ đó nói không phải cô thì là nói tôi có phải không? Xác suất là 1/3 mới đúng. Sơ cứu lý lịch. Mỗi lần con thi rớt, mẹ đều trả tiền chỉnh sửa hồ sơ và thư giới thiệu xin việc cho. Chỉnh sửa cái thành tích mà vẫn chưa xin được việc sao hả? Con biết mẹ tốn bao nhiêu tiền để xin việc cho con như này không? Chừng này kinh nghiệm để nộp đơn xin việc thì thừa để đi làm ở mấy doanh nghiệp lớn có tiếng ở nước ta rồi mà. Mẹ, anh phỏng vấn thì... Mẹ bảo con là nói rõ ràng lên. Tự tin hơn nữa, nói năng như vậy nên lần nào cũng rất phỏng vấn. Tôi đã rất muốn chết. Lời tiếp theo mà mẹ tôi nói ra ngoài và đi chết đi sẽ là câu này. Bà ấy là mẹ của cậu mà bà ấy không nói vậy đâu. Thời gian quá hợp lý luôn. Gặp nhau vào thời khắc định mệnh như vậy mà một trong ba người là bệnh nhân ung thư hả? Chúng ta đi kiếm tiền và quay trở lại bệnh viện để kiểm tra kỹ hơn đi. Anh định đi đâu kiếm tiền hả? Tôi không muốn đến đó đâu. Biết rồi thì làm gì? Biết mình bị ung thư rồi sao? Ung thư giai đoạn cuối rồi mà. Có kiểm tra hay không thì cuối cùng vẫn sẽ phải chết. Tôi thà không biết cho đến khi tôi chết còn hơn các anh nè. Tôi không bận tâm gì nữa. Tôi chán cái cuộc đời này rồi. Cứ phải tiếp tục sống như này nữa hay sao? Rồi ngày mai có tươi đẹp hơn hay không? Nè cậu kia, cậu thiếu 10.000 đó nha. Wow, bác sĩ à, tài thiệt. Đúng thiệt là chuyện tiền nông anh sòng phẳng ghê. Ghi nợ cho tôi đi. Đi mà, lần này thôi, lần này thôi. Bác sĩ ơi, có bệnh nhân đã biến mất rồi. Anh mau lại đây đi. Ơi.